anh báo cho mình chuyển sang không? Không, đẹp rồi. Đẹp lắm, đẹp lắm. Tiếp tục chinh phục thử thách cùng với anh Oops Banana. Chưa. Đó bắt đầu mới làm effect cái đùng đúng không? Đó, anh làm. Bắt đầu anh sẽ làm. Hey. Vậy đó, hiểu không? Okay. Rồi em sẽ cứ làm đi. Làm đi anh. 1, 2, 3. Một người bạn mới của chúng ta nữa, đó chính là bạn Wushi. Xin chào các bạn, mình tên là Uzi và các bạn hôm nay Uzi rất là mừng vì Uzi có thể tham gia được thử thách ăn mì cay. Với lại Uzi xuyên lúc thứ 3, thứ 5, thứ 7 nha. Nhớ hoài nha. Nó lại. Ok, mình tên là Uzi, Uzi rất mừng bởi vì Uzi hôm nay được tham gia chương không phải chương trình. Xin chào các bạn, mình tên là Uzi, hôm nay Uzi rất mừng vì quay nhà sao mừng. Xin chào các bạn, mình tên là Uzi, hôm nay Uzi được qua nhà chị. Xin lỗi. I'm so yeah. Hôm nay Uzi được qua nhà bạn thư chơi nè. Với lại hôm nay thứ ba, thứ năm, thứ bảy Uzi Shumi nha. À, giống ngoài channel của Uzi xem nha các bạn. Xem chơi. Subscribe bọn cho vui luôn. Uzi TV. Và trên kênh Uzi hay live stream vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7, các bạn nhớ theo dõi nha. Vậy đó, okay. Thì nó có hiệu ứng. Lặp lại hết luôn. Một, hai, ba. Thứ 3, thứ 5, thứ 7, cho nên là các bạn nhớ qua chơi nha. Yeah. Nhớ subscribe ủng hộ trên channel. Subscribe trên Uzi TV. Chưa. Cái mặt mình cũng đã khí thế rồi không? Quang mật luôn, quang mật luôn Uzi. Nó thích ăn cay mà nó thích ăn đồ ngọt. Nó cứ ăn đồ ngọt rồi. Rất là cái đường. Nhưng mà cái đường nói chuyện với Uzi kỳ đó luôn á. Uzi dùng mấy cái ngôn từ mà mình khó hiểu lắm á. Cái đường để thích ăn cái đường nè. Ok. Hello, xin chào các bạn, mình là Chuối đây. Và hôm nay mình đã hát channel của Sâm Tư. Và mình sẽ quay một cái thử thách là đừng nấu mì cay. Trước tiên là cái nồi của Uzi. Thì đây, cái nồi của Uzi đây. Để nấu mì cay thì mình sẽ sử dụng cái muỗng này. Cái muỗng này rất là đặc biệt, các bạn phải chú ý. Ok. Nó chỉ có một trong không hai thôi, mình cũng biết nó thâu ra luôn. Trước tiên thì đây, bạn phải cầm cái muỗng một góc như thế này, bốn ngón tay. Và sau đó bạn lấy hai ngón tay, bạn cầm cái gói mì, bạn sẽ bỏ vô cái nồi này. Đó. Cái bàn tay của mình sẽ làm cho nó ngon. Bạn sẽ lắc đều đủ 69 vòng. Các bạn ơi, anh chú đã bỏ luôn rong biển vào rồi kìa. Quá, tiếp là đã nói xong thư rồi đó. Nói xong thư rồi đó. Thư nói này là trễ quá rồi. Chắc là mình đậy luôn anh, để cho nó sôi lên. Hay anh chuối rất là bự. Cái gì vậy cha? Anh chuối là 65kg và bạn của Xi. Mẹ cái này anh 70kg. 70kg. Wow. Anh tập gym bao nhiêu rồi? Anh tập gym được 1 năm rồi. Từ lúc 96 thành Sâm Long. Dạ. Wow. Được bao lâu rồi? Tập được 2-3 tháng. Giảm 5kg. 2-3 tháng giảm 5kg. Ghê thiệt. Mặc dù là suy miên về muốn ăn hàng ngày cũng ăn nhưng mà có thể giảm được. Bởi vậy các bạn hãy qua trên đồng của Uzi. Các bạn cũng qua trên đồng của Chuối like. Xong thân like, share thân like, subscribe channel nha các bạn. Chúng mình khá lắc nghề nè đúng không? Trời ơi. Chói lóa. Bây giờ thì chúng ta uống sữa trước khi ăn để bảo vệ bao tử đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Dạ. Các bạn nào nếu mà ăn mì cay ở nhà cũng nên thực hiện giống như Uzi về tụi mình. Ok. Uzi để bảo vệ cơ thể của bạn không có bị đau bao tử. Đúng rồi. Nhưng mà rất nhiều người không biết mở sữa, chỉ cho. Uzi mở đó. Kinh nè. Không biết không biết vậy hả? Đó giờ anh đâu? Trời ơi, cắt hay là cắn không hả? 2, 3, vô! Ok. Sữa không đường luôn. Đúng rồi, không đường tốt cho sức khỏe. Giống như quảng cáo. Kinh thiệt. Ok. Rồi. Ồ, được không? Ở được. Trời ơi. Căng ra đây rồi. Đi bộ. Go. Đó, mình sẽ làm nhạc bằng cỏ thôi. Chắc tôi chết.
ngon luôn. Đang để vậy nè. Kale. Ngon rồi đó thôi. Vô giấc. Vô. Ba. Không, bây giờ đáp liên tục mà. Hai, ba, mười cái. Nhưng mà ở nhà thì gọi anh là anh chuối hay là à, gọi là anh chuối luôn. Anh chuối luôn hả? À, ba mẹ gọi là anh chuối luôn. Anh chuối về kìa. Anh luôn, gọi anh luôn. Anh chuối đi làm về. Ủa, có xin chí bú xì? Bú xì à? Bú xì à? Bú xong à, bú xì à? Chết tên luôn rồi. Biết không? Có khi gọi là anh chuối, có khi gọi là anh cà húi. Cà húi, biết cà húi không? Một phút quảng cáo, các bạn cũng đừng quên subscribe kênh Sông Thư Channel. Bạn ơi, subscribe là sẽ có bồ nha các bạn. Ngày trước em biết là các bạn nhớ subscribe nha. Subscribe thì sẽ ăn quả và sẽ có bồ. Xong rồi có mấy người comment là trời ơi, em không subscribe rồi mà không có bồ. Xong rồi lao lao thấy cái comment trời ơi, em có bồ rồi, subscribe xong rồi em có bồ rồi. Kinh dị thiệt. Bây giờ thì chúng ta đã có hai tô mì luộc đã xong rồi đúng không? Thì Wuxi sẽ chia sẻ các bạn một bí quyết trước khi mà mình ăn thì mình phải làm như thế nào. Rồi. Thì mình phải bỏ nước. Nếu mà không có bỏ nước, lý do không có bỏ nước là rất là cay. Các bạn không thể nào sống được nữa. Vậy là chúng ta ăn theo phong cách Hàn Quốc luôn. Thì ở đây là hôm nay là nhờ có Wuxi đến đây nên Wuxi chia sẻ kinh nghiệm. Dạ. Có Wuxi là đó giờ mình ăn theo phong cách gọi là Việt Nam. Wuxi ăn rất cay. Chỉ là 50 là được rồi, 50. 50ml nha các bạn ơi. Vậy là chia phân nửa, mỗi tô phân nửa. Không, ý là mỗi tô 50 phút thôi. Mỗi tô 50. À, mỗi tô 50. Rồi. Rồi được rồi. Ủa, 100 luôn hả? Mỗi tô 50. À, mỗi tô 50. Tại sao thì có gỗ quay thử thách luôn. Mình sẽ lắp gỗ quá. Anh chú rồi. Hello mọi người. Và đây là bạn Wuxi giới thiệu các bạn. Hai nhân vật này sẽ xuất hiện trong video mới của chúng ta. Tối thứ 6 chúng ta sẽ thuộc về nhau. Chúng ta sẽ thuộc về nhau. Tối thứ 6 ngày mai. Còn tối thứ 5 tới nay sẽ là một cái clip của chị em Thông Thơ thôi. Tối thứ 6 thì các bạn. Tôi thấy. Đúng rồi, chúng ta đang quay nhau. Các bạn ơi, các bạn có biết ai trong hai bạn này không? Ai vậy? Anh nhớ xíu. Anh giống anh xíu. Có người biết bạn Wuxi vậy nè. Wuxi. Nguyễn Bảo Nhiên. Chào anh Wuxi và anh Chối. Anh Chối. Wuxi đã từng ăn bao nhiêu gói mì cay rồi, chia sẻ các bạn. Rất nhiều nhưng mà ăn nhiều nhất trong một lần là 6 mì gói. 6 mì? Đúng rồi. Nhưng mà 6 gói ghê chưa? Wuxi bị la. Bị la, sao bị la? Bạn nói là ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá. Chết, ăn từ từ thôi. Vừa thôi, xong rồi chết. À, cô sẽ thử diễn bản khi mà ba la mình bằng tiếng Hàn Quốc như thế nào. Cứ mất là chuồng hả? Cứ xin mất là chuồng. Dạ. Ai nói hả mẹ? Nói hay là được. Hả? Được. Mất đồng tiền luôn. Qua đây con Wuxi làm ảo thật nè. 100 đồng. Xem nhá, để ở dưới này. Ok. Mà không có. Ok. Đồ mất rồi. Thư thấy rồi, nó nằm trong kẽ tay của Wuxi. Đúng không? Góc này không nhìn không thấy nè. Lưu luyện chưa? Lấy cái này rất là nhỉ. Lát cái là wow. Ủa sao lên được hay vậy? Đó là ảo thuật. Magic. Nói chung là đây là clip livestream tụi mình như thế này. Nhưng mà tụi mình sẽ không có bật mí luật chơi đâu. Vì nếu mà bật mí rồi nó không còn hấp dẫn nữa. Và các bạn sẽ đoán ra ai người chiến thắng. Cho nên là chúng ta sẽ giữ im lặng cho đến Thứ 6 ngày mai. Oh my god, em sẽ xử lý rất là nhanh luôn. 6 ngày mai hả? Ừ đúng rồi. Tối mai là lên channel của Song Thư là sẽ có clip á. Ủa sao nhanh vậy? Trời ơi. Được professional mà trình độ chuyên nghiệp ơi. Chuyên nghiệp biết rồi, không biết. Nhưng mà sẽ cố gắng thời gian. Wow. Chứ đã nói rồi, em không chịu. Hay quá. Không chịu trách nhiệm. Thư dù quay. Bye bye và hẹn gặp lại. Song Thư. Love you. Song Thư, Wuxi, Chuối Hài. Song Thư. Chuối. Wuxi. Không, không có nhìn ra cái ra. Song Thư. Wuxi. Chuối. Love you. Chuối. Cho nên là bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau. Đừng quên like. Đừng quên like.
đang subscribe con sống hư channel cũng như là bạn Gucci và anh Us Banana. Bye bye và hẹn gặp. Bye bye và hẹn gặp lại. Song hư love you.